nào. Ok em, kem. Đi. Đúng rồi, đi xuống đi. Vâng. Lại mưa. Ừ. Ăn không? Này cho em này.
kia. Mưa không, ướt không, đi về đi, ướt hết người rồi. Muộn rồi, đi về đi. Đi về đi kem. Đi về đi thôi. Buông để nó ấy á, để cho nó đỡ. Đây này, ở trên ngọn đang ra bao nhiêu quả này? Thế nó vẫn ra nhiều bà nhỉ? Ừ, nên chín nhiều bà nhỉ? Chín đỏ như ngoài sao ấy, chín đỏ rực luôn ấy. Đi về đi nào. Về đảm được cơm. Ừ. Giờ ăn thế là chứ mà chứ. Không, bây giờ cắn đi nhé.
vừa nhiều rắn lắm nhá. Rắn cắn nhá. Thank you.
này nhá. Sao ông ta để tranh nhau cái bóng này của em quậy ra. Nó có cái cái bóng mày ơi. Ờ đã khô rồi lấy nữa. 28. Tao được cân nào ta ăn gần đây. Anh nhìn. Con đến hỏi đây 28.000. Của bà 24. Đây còn bán nữa. Bà giả rồi đi con. Ta giả rồi đi nhá. Thank you.
đâu, quả to không? Nhiều lắm mẹ ơi. Quả to lắm. Vặt được nhiều chưa? Đây em vặt được đầy đủ rồi. Chị mang mấy một cái bao thôi. Cà này nhanh lớn nhỉ, vừa hôm nọ mình vặt xong hôm nay đã lớn nhiều như thế này rồi. Đây rồi à? Đây rồi. Đây sao mới chiên. Hôm qua chị bảo làm bánh, em chưa tưởng tượng ra cái bánh này. Không phải bánh mà cũng là chiên. Nặng về lấy cho chị một cái dây đen này đây.
tay luôn. Đấy bùn như vậy. Được rồi, được rồi.
Chạy lên trên này rồi. Nó sẽ bới theo.
nhanh lắm. Vừa nãy nhìn thấy đuôi của nó à? Ừ. Chỉ có thêm phút nữa thôi. Ôi, ơi, đây rồi, chị ơi, đây rồi. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Chạch nó bị ui ui đây 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 chị ơi, còn nó ổ luôn sao ấy, nó ổ luôn.
được một con lươn, hai, tao bốn con lươn rồi Quỳnh ơi. Ra tí ra kia rửa chân tay đi. Ừ. Chạy không phải ấy đâu. Để em đặt nồi cháo vào đây xong em đi hái rau nhé. Thank you.
chị ơi. Bỏ ra cho nó nguội đó chị ạ, không thì nóng quá không bóc được. Hoặc là chị có thể giã thanh long ra, xong rồi lấy nước xong trộn vào bột đấy, xong mi cho nước ăn đi. Tí nữa nhá. Thank you.
Thank you.